Okay, hello boys and girls. Today we learn unit 5 things to do. Lesson 1 actions. Hôm nay mình sẽ học về các động từ ở trong tiếng Anh. Okay, how to talk, ask and answer about the present continuous. Sẽ học về thì hiện tại tiếp diễn, cách hỏi và trả lời. Now, let's start with our vocabulary today. A. Listen, point and say. Look at the picture. 1. Read. 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 2. Write. 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 Các bố mẹ chú ý nhiều bạn hay đọc từ này là white. Không đúng. Cái này là r. R. Write. Write. Number 3. Draw. Draw. Okay. Từ này khó một chút này. Draw. 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 Đó, âm o tròn miệng nào. Draw. Number 4. Talk. Talk. Nhiều bạn hay đọc là talk là sai, đây là âm t, t, t. Talk. Talk. 5. Sing. Sing. 6. Dance. Dance. Nhiều bạn hay đọc từ này là dance là cũng không được đúng không? Cái này là tiếng Anh nó là dance. Comes a great dance. Okay, now I say the word and you point to the picture. Bây giờ cô sẽ đọc các thứ tự các bức tranh đảo lại và mình sẽ tìm hình tượng cho cô nhé. Draw. Can you find the picture? Yes, here now. Draw. Draw. This one. Sing. Sing. Can you fight? Yes, here. Sing. Read. Read. Yes, here. Read. Dance. Dance. Which picture? Which one now? Yes, here. Dance. Write. Write. Which picture? Which one now? Yes, here. Write. And the last one. Talk. Talk. Yes, here the girl is talking. Okay, now part 2. B. Listen and number. Cái phần này thì mình sẽ nhìn bức tranh và mình sẽ miêu tả từng các bạn. Các bố mẹ sẽ cho con nhìn tranh và miêu tả nhé. Cô lấy ví dụ này. Look at this girl. Okay, this girl is waving her hand. She can sing. She can sing. Okay, and look at this girl. She can dance. She can dance. Okay. Look at two boys. They are talking. Talking. They are talking. And this one. He is reading. He is reading. Okay. And the last. And next one. This girl. Okay. This girl is drawing. Drawing. And this boy. This boy is writing. This word is writing. Okay, các con có thể nói được cả câu dài hoặc là chỉ cần nói một động từ thôi cũng được. Now, next one, listen and say, then practice. Trong phần này mình học về câu ở thì hiện tại tiến diễn. Bố mẹ sẽ không cần phải giảng với các con quá nhiều cấu trúc ngữ pháp. Mình chỉ cần nhớ cho cô như sau. Thứ nhất là động từ, sau đó cộng động từ to be và cộng với verb. Verb in. Mình học các động từ thêm in thì mình sẽ đọc như sau. Nào, repeat after me. Đọc theo cô nha. Read. Reading. Reading. Không đọc là reading. Reading thì sẽ không có trọng âm. Mình đọc là reading. Reading. Next. Write. Write. Writing. Writing. Draw. Draw. Drawing. Drawing. Talk. Talk. Talking. Talking. Sing. Sing. Singing. Dance. Dance. Dancing. Okay? Good job. Now, bây giờ mình sẽ cùng xem chủ ngữ là ai thì đi với to be sẽ là am, đúng không? Now, I am. I am. Và mình sẽ có dạng viết tắt là am.
He is. She is. Is not. Isn't. Okay. Now, mình sẽ cùng nghe và đọc với cô nhé. I'm reading. She's reading. Sorry. He's reading. She's reading. I'm not writing. He isn't writing. She isn't writing. Okay, now look at this. Đây là câu khẳng định. Tôi đang đọc sách. Anh ấy đang đọc sách hoặc cô ấy đang đọc sách. Còn đây là những câu phủ định. Câu phủ định thì mình sẽ thêm not vào sau động từ to be. Mình sẽ có là tôi không đang đọc sách. Anh ấy không đọc sách hoặc là cô ấy không đang đang viết. Tôi không đang viết. Anh ấy không đang viết hoặc là cô ấy không đang viết. Đúng không nhỉ? Bố mẹ sẽ cho các con nhìn các bức tranh và tập nói theo. Rồi, ok, đã hiểu. Cô đã viết cho lớp mình rồi và lớp mình sẽ tập đọc theo và bố mẹ sẽ cho con chép lại phần này nhé. Nào, picture 1. Đây là cô viết đầy đủ này. I am reading. Đọc tắt này. Short form. I'm reading. Ok, negative. Phủ định này. I'm not writing. Ok, đúng không? Trong bức tranh này thì bạn ấy không đang viết. Tôi không đang viết. Ok. One more time. Đọc lại nha. I'm reading. I'm reading. I'm not writing. Two. Con trai nào là he. He is writing. He's writing. He isn't drawing. Number three. She is drawing. She's drawing. She isn't talking. She isn't talking. Number four. I am talking. I'm talking. I'm not singing. Number five. He is singing. He's singing. That. His. He isn't dancing. Number six. She is dancing. She's dancing. She isn't reading. Với cái bài này thì bố mẹ sẽ cho con nhìn tranh đọc theo. Sau đó bố mẹ sẽ cho con nhìn tranh và thế nào? Và không có chữ, tự nhìn tranh và nói. Các con sẽ tự nhìn tranh và nói lại các câu này. Ok, now D. Listen, ask and answer. Đây là sang phần hỏi và trả lời. Chúng mình sẽ có các câu hỏi như sau. Tùy nhá. Khi chủ ngữ là you, đúng không? Mình trả lời hỏi là you, mình sẽ trả lời là ai. Hỏi là he, trả lời là he. Hỏi she, trả lời là she. Các con chú ý đừng nhầm giữa các chủ ngữ này. Ok. Now repeat after me. What are you doing? What are you doing? What are you doing? I'm reading. What are you doing? Là bạn đang làm gì đó? I'm reading. Tôi đang đọc sách. What's he doing? He's reading. Anh ấy đang làm gì thế? Anh ấy đang đọc sách. What's she doing? She's reading.
She's reading. Cô ấy đang làm gì vậy? Cô ấy đang đọc sách, đúng chưa nhỉ? Nhớ cho cô nhé, là chủ ngữ hỏi là you. Ok, khi hỏi là you, trả lời là ai, bạn làm gì, tôi đang làm một cái kia đúng không? Đó, he để dành cho con trai, ngôi thứ ba số it. She dành cho con gái và cũng là ngôi thứ ba số it. Ok, bố mẹ nhớ nhé, con cái cách viết tắt này. What's, viết tắt của từ what is. What is, what is. Ok, now look at the picture. Ask and answer. Number one, what are you doing? What are you doing? I'm reading. I'm reading. Two, what's she doing? What's she doing? Các con nhớ đọc cả cái âm S này nhé, nhiều bạn hay quên à. What's she doing? Nhưng ở đây từ she nó rất là gần nhau, mình nghe nhưng không có, thực ra là có. What's she doing? What's she doing? She's talking. She's talking. Number three, what's he doing? What's he doing? He's writing. He's writing. What are you doing? Number four, what are you doing? I'm dancing. I'm dancing. Number five, what's he doing? What's he doing? What's he doing? He's singing. He's singing. He's singing. Number six, what's she doing? What's she doing? She's drawing. She's drawing. Okay, now, this is all about our lesson one. Mình đã biết học cách hỏi và trả lời cho việc cho chủ ngữ số ít đúng không? Với chủ ngữ là you, he và she. Okay, goodbye. See you next time.